Má, má coi giùm con danh sách khách mời gia đình mình có thiếu ai không má? Ở bển có thay đổi gì không? Dạ không. Chị Thảo chỉ vẫn còn buồn bực, nhưng mà má chồng của con sợ con tủi thân, sợ ảnh hưởng tới cái thai, cho nên là đám cưới vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi hết á má. Má thấy đủ rồi đó. Bây giờ con viết thiệp đi, rồi má nhờ thằng Lân với cô Út á đi gửi thiệp mời giùm. Chứ bây giờ con bầu bị như vậy, rồi con dân nó mắc học thi nữa, ai đâu mà đi gửi thiệp. Dạ. Ủa, mà sao giờ này con dân nó chưa về vậy má? Cũng không biết làm sao, bữa nay nó về trễ dữ vậy nữa. Hay là nó qua chỗ thằng Tốt nữa rồi. Con về đi. Bộ tính ngồi đó để cho mũi nó đốt sáng đêm nay hả? Bị sốt sốt huyết đó. Thi cử đến nơi rồi, ngồi đó làm gì? Con đã nói chừng nào anh Tốt lấy khăn của con thì con mới về. Trời Tốt ơi, anh nói là anh không có lấy đâu mà. Đem về đi. Mệt hay đứa bay thiệt chứ. Bả tình yêu rồi sao ta thấy lu bu quá trời quá đất rồi. Mà chú cũng vậy thôi. Ta nói chung chung vậy đó, từ già cho tới trẻ. Đụng tới gái là tao thấy rối à. Tốt ơi. Dạ. Nó về rồi Tốt ơi. Nó chịu hết nổi rồi. Con nói mà, chờ ngồi không được cũng về à. Mũi cắn chịu đâu có nổi đâu. Cái trò con nít mà cậu. Trời đất ơi, Tốt ơi, nó trở lại Tóc ơi. Nó trời Tóc ơi, nó trời, nhổ ghê. Vậy là coi như anh nhận rồi đó nha. Ủa vậy cũng được đó hả con? Dạ, được chứ sao không chú. Giống như là ở trong phim vậy đó, ném một cái. Má, hay là má gả nó cho ông Quý liền đi má. Chứ trước sau gì con thấy cũng xảy ra chuyện à. Thằng Quý á, má thấy nó bô lô ba la thiệt, nhưng mà nó thương con dân, mà không biết ý má nó làm sao đi nè. Vì từ má của thằng Quý rất là dễ, mà quan trọng là bà rất cưng thằng Quý. Với lại gia đình bên đó họ rất ưng nhà mình, môn đăng hộ đối với bên đó. Bác sĩ. Bác sĩ, cháu tôi nó sao rồi bác sĩ? Cô ấy bây giờ tạm ổn, đứa bé thì giữ được, nhưng tình trạng rất yếu, chưa nói chắc được điều gì. Tại sao không có dấu hiệu da đập nhưng lại có dấu hiệu sảy thai? Người nhà có cho chị uống thuốc gì không? Có, tôi có cho nó uống thuốc nam dưỡng thai. Tôi hiểu rồi. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Thuốc không rồi bà mua bà cho nó uống đó hả? Đúng rồi. Bà coi chừng đó. Coi chừng cái gì? Tôi mua chỗ uy tín đàng hoàng. Lần trước con qua nó uống có bị gì đâu nè. Thấy nó khỏe ra, không có nôn ói nữa. Sao kỳ vậy ta? À, thôi đúng rồi. Cái con nhỏ này, mày xuống đây. Phải mày không? Con làm sao? Đúng rồi. Cái lúc mà tôi nấu thuốc á, nó đau bụng, nó xin đi vệ sinh. Rồi mày đi ngang, mày đi ngang cái chỗ tao nấu thuốc rồi mày bỏ cái gì vô thuốc đúng không? Không có gì ba. Dì ba nói gì vậy? Không mày chứ ai. Lúc đó là con bị đau bụng, cho nên con xin đi nhờ nhà vệ sinh thôi, chứ con đâu có bỏ gì vô thuốc đâu. Chuyện đâu ra đó? Bà có chứng cứ gì không bà đổ thừa cho con nhỏ? Tôi hỏi ông nè, bây giờ không phải nói chứ ai. Lần trước ha, bà Út thương với chị mày cũng vu khống cho con qua với thằng Tốt. Vu khống chuyện gì? Còn Bích đó, nó làm bộ té, rồi nó đổ thừa cho con qua với thằng Tốt đánh nó, rồi bà Út Thương cũng hùa theo tụi nó. Thằng Tốt với con qua chẳng qua là nó sợ ông buồn, cho nên nó không có dám nói ra.
Cả nhà mày muốn hại con Hoa hết đúng không? Dạ không, con không có. Tình cờ đau bụng, mày có âm mưu hết ráo rồi, đừng có chối nữa. Không có đâu gì ba. Không có cái gì, tụi bay sợ con Hoa. Với đứa con của nó cạnh tranh với chị của mày đúng không? Cho nên mày hại nó. Con không có làm thiệt mà gì ba. Chú Tư, anh Tốt, anh tin em đi. Lúc nãy khi dì ba báo tin, anh còn nhớ là em nói với anh coi chừng cái thai trong bụng của Hoa. Rõ ràng cái chuyện Hoa mang thai cả nhà anh Thành không biết, làm sao mà em biết được? Đúng rồi. Hay có phải là em âm thầm theo dõi rồi tìm cách hại cổ không? Chứ còn cái gì nữa? Không có. Mày còn chối nữa hả? Rõ ràng là mày rình mò. Mày tới mày hại con Hoa. Tao nói thiệt nha, mẹ con Hoa mà có làm sao nha, tao không có để tụi bay yên đâu. Dì ba, anh Tốt, con không có làm chuyện đó thiệt mà. Mày không làm chứ ai làm? Cái chuyện mà con biết chị Hoa mang thai á là tại vì bữa trước á con thấy dì đi mua thuốc dưỡng thai cho chị Hoa, cho nên con đoán vậy thôi. Chuyện đó em cũng không có nói với hai nữa. Cô đừng nói được, cô đi về đi. Anh Tốt, em đi về đi. Đi đi còn đứng đó nữa. Đi mau đi. Tốt à, biết đâu tại thuốc, không phải tại nó sao con? Nữa à, ông đủ rồi nha. Ông binh con có người yêu rồi ông nói tôi đổ thừa cho nó hả? Tôi đâu có cái ý đó đâu. Để tôi đi hỏi nó thử coi. Hỏi cái gì nữa? Ôi, trời ơi. Bột ơi, Bột Thương. Con Dân nó về với ai vậy? Thì ông Tư Trê chứ ai. Má, con qua bên đó nữa phải không? Má nói hoài sao không chịu nghe vậy? Đi hoài, vô nhà đi. Cái chuyện đó má con bà nói chuyện sao? Con Hoa nó vô bệnh viện xém một chút nữa là nó sảy thai rồi. Có phải là âm mưu của má con bà không? Nè, ông ăn nói cho đàng hoàng nha. Con Hoa nó sảy thai thì liên quan gì tới gia đình tôi? Ông có bằng chứng không? Nếu mà không có thì tôi thưa ông cái tội vu khống đó. Con đã nói là con không có bỏ cái gì vô thuốc dưỡng thai của chị Hoa hết. Vậy á mà anh Tốt, dì ba, chú Tư nữa, không có ai tin con hết. Con Dân nó không làm chuyện đó đâu, ông tin tôi đi mà. Vậy chứ tại sao hôm trước bà với con Bích thông đồng vu khống cho thằng Tốt với con Hoa? Hôm nay bà ba sao bà mới nói cho tôi biết? Bà làm tôi thất vọng quá bà Út. Tôi... Má, không có việc gì mà phải ở đây giải thích nói nhiều với ổng hết á. Mình đi vô nhà. Đi má, đi vô. Nè, tôi cảnh cáo mấy người nghe. Con Hoa nó đã muốn yên ổn sanh đứa con, không đụng chạm gì tới mấy người. Mấy người còn bày trò hại nó nữa, tôi không để yên mấy người đâu. Nhất là mày á. Dậm đâu cái gì? Con gái gì mà hổng như quỷ. Chuyện sao vậy Dân? Tự nhiên chị Hoa chị uống thuốc dưỡng thai xong á, cái chị bị đau bụng, mọi người mới đưa chị vô bệnh viện. Bác sĩ nói là chị có dấu hiệu bị sảy thai. Nhưng mà khổ nổi á, cái lúc mà dì ba nấu thuốc cho chị Hoa, con có xin đi vô nhà vệ sinh, cái dì ba nghi ngờ cho con luôn. Má đã dặn con không được qua bên đó rồi, tại sao cãi má hoài vậy? Nhưng mà con muốn gặp anh Tốt, anh sắp nhổ neo đi rồi. Rồi cái thai có sao không? Không có sao hết á. Nhưng mà bác sĩ nói là còn nguy hiểm lắm. Thôi được rồi, con không làm thì không việc gì phải suy nghĩ hết. Bây giờ đi vô ăn cơm rồi vô học bài nha. Sắp thi cử rồi đó, đừng để mấy chuyện này ảnh hưởng rồi làm bài không được nữa. Đi vô đi. Dạ. Con làm đúng không? Má nói gì vậy má? Hồi nãy lúc nghe cái chuyện con Hoa sẻ thai, con không có một cái gì gọi là ngạc nhiên hết. Chứng tỏ là con đã biết từ trước rồi. Má nuôi con từ nhỏ đến giờ, má không hiểu tánh con hay sao hả? Nếu vì chuyện này con Hoa có vấn đề gì xảy ra
thì ông Tư Trê không để yên cho má con mình đâu, biết chưa? Thì hôm trước má nhân dân ngồi nói chuyện con nghe hết rồi. Má, anh Thành ảnh vẫn còn tình cảm với con nhỏ đó, còn ảnh cưới con chỉ vì cái thai thôi. Nếu như mà ảnh biết nó có thai thế nào rồi, ảnh cũng bỏ con trở về với nó. Má nghĩ đi, nếu nó mà sinh con ra, có phải con của con bị thiệt thòi không má? Con phải buộc làm như vậy vì con của con sau này thôi. Với lại bà Út Lan con thầy Năm á, là dân cờ bạc mà. Con cho bà ít tiền rồi kêu bà để thuốc sảy thai vô thang thuốc của bà Ba Sa là bà chịu liền à. Bích à, nhưng mà đứa nhỏ nó có tội tình gì? Nó cũng là một sinh mạng mà. Con biết con làm như vậy là thất nhân ác đức lắm không? Má, con chỉ lo cho con của con sau này mà. Rồi đây nghe, con Út Lan mà nó nhiều chuyện rồi nó nói ra ngoài, lộ ra rồi làm sao hả? Rồi con làm sao hả? Con chắc chắn với má là bà không có dám nói dài hết. Nói ra là cũng ảnh hưởng tới tiệm thuốc của bà, chứ có hay ho gì đâu. Mà sảy thai cũng có thể là do cơ địa con qua nó yếu, không bằng không chứng thì ai làm gì được mình. Má yên tâm đi, con lo hết rồi. Quà, ráng uống miếng sữa đi. Dạ, nè. Con cảm ơn dì ba. Ừ. Dạ, cậu Tư. Chú Tư. Con khỏe rồi hả? Thấy trong người sao? Dạ, con còn hơi mệt, nhưng mà con bớt đau bụng khó chịu rồi. Sao rồi ông? Tôi đưa nó về nhà hỏi bà Út Thương rồi. Bà nói sao? Má con bà nói là không có làm. Con dân nó không có bỏ thuốc men gì trong đó hết á. Chuyện gì vậy dì? À, dì nghi ngờ con dân á, nó bỏ cái gì đó vô cái siêu thuốc dưỡng thai mà hồi chiều dì nấu cho con đó. Chứ khi không tự nhiên xin đi vệ sinh, lãng không? Không phải đâu dì. Từ lúc mà dân đi vô rồi dân đi ra, con đều thấy hết. Dân không có lại gần siêu thuốc. Con thấy hả? Dạ. Thấy không? Vậy mà tôi nghe lời bà, trách làm má con nữa rồi. Ủa? Má cười không? Vậy chứ mẹ con bà cũng vu khống thằng Tốn với con Qua đó. Ôi! Mệt quá! Nói tóm lại là họ không có tốt lành gì đâu. Nhưng mà cái chuyện nào ra chuyện đó? Ông đó nha, tối ngày bên má con bà hả? Tôi không có bên ai hết á. Không lẽ tại thuốc dì mua? Thôi được rồi, để ngày mai dì tới tiệm thuốc dì hỏi con sao. Dạ. Ừ. Có chân ba đó. Nếu mà thuốc của mấy người không có cái gì thì tại sao cháu tôi nó xém sảy thai chứ? Chị ơi, sảy thai cũng là do cơ địa của cháu chị yếu, hoặc là không có hạp á. Chứ bao nhiêu người uống á có sao đâu. Lần trước á chị tới đây mua, chị còn thấy thuốc tốt cho nên chị mới mua tiếp mà, đúng không? Ủa ba, có chuyện gì mà ồn ào vậy con? Dạ thưa ba, chị nè tới đây mua thuốc dưỡng thai cho cháu, mà cháu kiểu uống không có hạp, sắp sảy thai. Chị nói là tiệm thuốc của mình bán thuốc bậy bạ đó ba. Hồi đó tới giờ, nhà thuốc của tôi luôn lấy y đức làm đầu, không có cái chuyện thuốc bậy bạ mà có vấn đề được nha. Dạ đúng rồi. Mấy chục năm nay tôi làm ăn uy tín, ai cũng biết danh tiếng chúng tôi. Thôi tôi xin lỗi, cũng tại tôi sót cháu tôi quá cho nên tôi hơi nóng. Xin lỗi nghe. Chào thầy. Chị về. Ba ơi, đây là mấy đơn con nhập thuốc ngày hôm qua nè, rồi ba đưa tiền cho con, rồi chiều con mang tiền trả người ta nha. Dạ. Má làm gì vậy má? Viết danh sách khách mời. Mời ít ít thôi đó, rút kinh nghiệm lần trước. Bảy, cho ly nước coi. Dạ. Ghi xong thiệp rồi á là con phụ thằng Thành đi mời nghe.
để một mình nó đi được rồi. Con đi mất công người ta hỏi này hỏi nọ, cũng tại má đó, khỏi đám cưới đi. Để hai đứa tụi nó đăng ký được rồi, nhà bao nhiêu là chuyện. Mời họ tới, họ nhiều chuyện chứ chi. Má cũng đã nói rồi đó, nhưng mà chị Út Thương chị không có chịu. Con Bích lần đầu lấy chồng, làm vậy thiệt thòi con gái người ta. Mà con Bích nó đang mang thai cháu tao, để nó buồn, nó tủi thân, rồi ảnh hưởng tới cháu tao làm sao? Trong mắt má, lúc nào cũng cháu, cháu, cháu. Ủa, cháu tao tao không lo chứ lo cho ai? Mà họ nói cái gì thì kệ họ, mỏi miệng thì nín. Tao nói bực bội ghê, không biết chừng nào bắt được thằng Phú này nè. Ừ, má nghe nói là có thể đơn phương nộp đơn ly dị, để kêu thằng Thành nó hỏi thủ tục cho con coi làm sao. Cũng tại má, ngày xưa má khen ổng lắm, con mới nghe lời má cưới ổng. Ủa mày cũng chịu nó đẹp trai mà mày đổ thừa vậy? Mà má đâu có ngờ là nó vậy. Tưởng nó hiền lành, thật thà, dễ sai, dễ biểu. Mà thôi, ly dị xong đi rồi rồi má kiếm cho con đứa khác. Con chưa có con cái gì, nhà mình lại có điều kiện vậy, lo gì mà không kiếm được người tốt cho con. Mai mốt á, công an mà bắt được ông Phú, má thưa thêm cái tội mà lấy tiền, cho ổng ở tù rụt xương luôn. Chứ làm sao? Tất nhiên là má phải thưa tới nơi rồi à. Nó phải đền bù cho nhà mình đủ thứ hết á, chứ không phải để yên vậy đâu. Ôi trời ơi, ngồi nãy giờ đau lưng quá. Thôi má vô nằm chút, cơm chín kêu má nha. Dạ. Bảy, có ly nước dạ. Mà lâu quá vậy? Dạ. Dạ nước của cô Hai, đang làm gì dưới vậy? Dạ, bà kêu con Chân Yến á, đem vô cho cô Bích ăn. Chân Yến hả? Dạ, đem lên tao coi. Dạ. Nhanh lên. Đâu? Hôm qua mới chân, nay chân nữa là sao? Bà dặn con á, ngày nào cũng phải chân á, ăn như vậy mới tốt cho đứa nhỏ. Bổ quá không có tốt đâu. Để tao ăn cho. Thôi, cô ăn để con chân cái khác. Trời đất ơi, tao nói thiệt, mày tưởng tao dành ăn hả? Bạn tao mang thai, bác sĩ nói bổ quá không có tốt. Một tuần chỉ ăn 3 lần thôi là đủ rồi. Ủa thiệt vậy hả cô? Ờ. Dạ, tại bà dặn thì con mới làm. Hồi đó cô qua mang thai á, bà cũng bắt con ngày nào cũng phải chân á. Công nhận bà thương cháu ghê ha. Nó có thai giả, sao so được với con Bích? Ý con quên. Hơi ngọt đó. Dạ, tại vì cô Bích thích ăn ngọt cho nên con cho nhiều đường. Nhưng mà tao không có thích ăn ngọt. Đi ra làm sao đi. Bà ba ơi, có nhà không? Bà ba ơi. Cái gì vậy? Ông kêu nhẹ nhàng không được sao mà la sùm vậy? Gì vậy? Mới nhấp đường cá lóc nè, đem qua tặng bà nấu cháo cho ông qua nó ăn. Vậy hả? Cảm ơn nghe. Tôi mua thịt bò nấu cháo cho ông qua rồi. Con này rộng lại để mai nấu hen. Lâu không được nghe. Sao vậy? Tôi thấy nó yếu lắm rồi. Đó là gần giả biệt trần gian nó đi rồi đó. Có đâu, nó còn nhúc nhích nè, nó chưa chết đâu. Nhưng mà nó yếu rồi. Vậy tôi xuống ghe à. Chừng nào bà đi thăm con qua kêu tôi đi lượt. Ờ à, nhưng mà vậy thôi đó hả? Không nói gì nữa hả? Ý bà muốn gì nữa? Ngồi uống nước. Ngồi uống nước đi đi. Ngồi uống nước hả? Ờ. Thôi tưởng làm gì chứ ngồi uống nước. Tôi xuống ghe tôi uống cũng được vậy. Tôi đi à. Vậy đi lo công chuyện đi nha. Nói nhiều quá trời. Dạ, thưa anh. Có chuyện gì á? Cho tôi hỏi, ghe của chị Ba Sa đậu ở đâu vậy? Tôi có hỏi người ta, người ta chỉ tôi vô đây. Đúng rồi, ông kiếm bà Ba Sa phải không? Dạ. Rồi rồi, vô đây. Vô đây làm việc luôn. Bà ơi. Gì nữa? Có ông thầy nào trên núi xuống tìm bà nè. À,
Ông ngồi đi. Bà ra tới giờ nè. Dạ, chào chị. Ủa, dạ thầy Năm. Cái chuyện hôm bữa tôi xin lỗi thầy rồi mà. Tại bữa đó tôi nóng quá. Người xin lỗi là tôi mới phải. Thì ra con tôi nó khai con của tôi nhận tiền người ta, lấy vài vị thuốc phá thai trộn vào vị thuốc dưỡng thai của chị. Ôi trời ơi. Hồi sáng này tôi quay lại, tôi mới phát hiện ra mấy cái thứ dược liệu trộn vô trong vị thuốc của chị. Trời đất ơi. Tôi tra hỏi nó cả buổi cho nên nó mới nhận. Tôi thiệt không ngờ nó dám làm cái chuyện thất đức như vậy. Thôi, con dạy cai mang thì thôi tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm với chị. Vậy ai sử dụng con ông làm vậy hả? Còn ai vô đây nữa? Phải nhà bà Út Thương không thầy? Hôm tôi gặp má con bà ở tiệm thuốc của thầy mà. Là con Bích, con bà Út Thương. Trời đất ơi, quỷ con Bích này. Con Bích đâu rồi? Con Bích, mày ra đây mau. Đây đây, tôi đây. Chuyện gì vậy? Tôi hỏi chị con Bích đâu? Ờ, có chuyện gì vậy? Con Bích nó đi làm chưa có về? Thì ra con Bích con của bà cho tiền người ta bỏ thuốc phá thai vô thang thuốc của tôi mua. Bà còn chối nữa không? Trời ơi, chị nói cái gì vậy? Chắc là có ai đó đổ oan cho con tôi á. Tới giờ này rồi mà bà còn chối nữa hả? Chính ông thầy Năm tới nhà gặp tôi nói chuyện. Bây giờ bà có cần đi tới chỗ thầy Năm đó chắc không? À, ừ, đúng là cái thứ độc ác mà. Bây giờ cái thai con qua không biết có giữ được không kìa. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa. Tôi sẽ đi thưa mấy người cho mấy người biết. Chị đi ba ông. Con Bích nó suy nghĩ nông cạn nên mới làm mấy chuyện sai trái như vậy. Với lại nó cũng đang mang thai. Chị làm ơn bỏ qua cho nó giùm được không? Bỏ cái gì mà bỏ. Bà đừng có xin xỏ cho nó. Để cho nó làm cái chuyện thất nhân ác đức như vậy hả? Thôi được rồi, tôi sẽ cho hết thảy mọi người biết về cái bản mặt của nó. Chị ba, chị ba à, anh Tư nói giùm tôi một tiếng đi anh Tư. Nè anh Tư. Trời đất ơi, buông ra. Ông làm cái gì mà cái mặt ông thộn ra vậy? Ông còn tính binh vực má con bả hả? Ông màng vậy thì làm sao nói chuyện với anh hai? Nó có gan làm thì nó có gan chịu. Ừ. Tôi không thể vì bà mà bao che cho nó được. Đi. Đi. Chị ba, anh Tư, anh Tư làm ơn tha cho con Bích lần cái này đi. Cái bà này bà buông ra đi. Bà. Hả? Trời đất ơi. Làm bộ làm tịch hả? Có sao không? Bà tỉnh lên đi. Tỉnh lại. Ai? Bà Út Thương. Nè, nè. Bà đừng có làm bộ xỉu nhà bà Út Thương. Đừng có làm bộ xỉu hù tôi nha. Bà ba. Bà xỉu thiệt rồi đó. Đưa bà đi bệnh viện liền đi. Trời đất ơi. Ôi. Trời đất ơi, bà Út Thương. Thiệt tình à, khổ ghê vậy.